sẽ lưu lại những hình ảnh đẹp trước cổng Tràng An Cổ, trung tâm du lịch văn hóa vùng lõi cố đô Hoa Lư. Sát vào, sát vào bà con ơi, sát vào. Wow, này đào chừng gì anh? Rất là lạ nha bà con, có bốn cái sừng, có bốn cái sừng luôn, giống như là sừng dê vậy đây. Ôi cầu có bốn cái sừng đây. Đây đường đi vào bãi đính nha bà con, còn 10 km nữa chúng ta sẽ tới điểm du lịch bãi đính. Wow, có mấy dây đá phong thủy này, đó đá thiên nhiên đây. Nằm la lết cái đường luôn. Đấy, xung quanh cảnh đẹp chưa nào? Quá tuyệt vời nha bà con. Hello, hello anh Việt Liêu. Xin chào anh trai. Đấy, ghi lại những hình ảnh đẹp trong khu du lịch Tràng An bãi đính nha. Đây, mình đạp đi nha. Còn vài chục km nữa thôi, 60 km nữa là chúng ta vào Hà Nội, nhưng mà mình sẽ không vào trung tâm Hà Nội, đi qua bên Nam Định, đi Nam Định rồi ghé ở đền Họ Trần ở Nam Định, rồi chúng ta sẽ đi về Hải Phòng. Đây, Hải Phòng tiến ra Quảng Ninh, Móng Cái là kết thúc lộ trình của hành trình tour xuyên Việt của bọn em, 25 ngày 23 trận. Hôm nay du lịch là chính, hai điểm du lịch chính. Quá tuyệt vời chưa. Bó cua nào. Cầu Trường Yên. Cổng vào bên trong chùa Bái Đính. Một cái cổng rất là hoành tráng luôn nha bà con. Một cung đường rất là to luôn nha. Đây, khủng chưa.
vào bên trong chùa đấy. Đây, anh em đang tiến vào bên trong của chùa Bái Đính. Hôm nay là sinh nhật của anh Tuấn Lê, Tuấn Lê nhé. Đây làm sinh nhật hoành tráng luôn nha, sinh nhật tại Nam Định, thành phố Nam Định. Đã để xe vào bên bãi rồi, đây quay một vòng bãi xe cho bà con xem nha, rất là rộng luôn, khoảng 200 công đất vậy đó, khủng khiếp chưa. Wow, của bãi xe của Bái Đính nha, quá trời rộng luôn. Nhìn thấy được cái chóp ở đây nha, hy vọng ở đây bà con ơi. Quầy quầy vé bên trong nha bà con, 60, 200, 250, 500, 140, 40 chị em. Rất là đông nha bà con. Bãi đính. Yeah. Wow, buổi sáng khách tham quan rất là đông nha. Đây cột gỗ không nha bà con. Gỗ. Đi vào bên trong qua cổng xét vé. Ê, lên xe nào, quá tuyệt vời luôn. Mà bông xoài quá trời luôn bà con ơi. Chưa, chị để cái bộ của thằng nó đi đường rồi, nó xe nó. Ê, đi lên đây, bông xoài quá trời luôn bà con ơi. Ê, bò cô. Wow. Wow. Quá mấy cái cây này nó chuỗi lá trơn bà con ơi, rớt lông hết rồi. Chạy quá. Quá trời luôn. Quá trời khách luôn bà con ơi, người đẹp quá trời luôn. Wow, bên trong chùa. Chuẩn bị vào bên trong chinh phục nào. Đẹp quá trời luôn anh Tấn ơi. Wow. Yeah. Vào bên trong một cảnh quan quá tuyệt vời luôn bà con ơi. Chùa Bái Đính. Ôi. Một màu xám quá tuyệt vời luôn. Hai bên là có hai cái hồ. Ôi. Giờ này sáng mà khách tham quan quá trời nhiều luôn. Cái cảnh ở phía trước chùa là chùa Bái Đính, hai bên có hai hàng cờ quốc tế, những nước đã tham quan và siêu cờ quốc tế bên ngoài, cổng bên ngoài đây. Ok, khoảng 600 người. Wow, tuyệt vời chưa. Đây. Quá tuyệt vời chưa, đẹp chưa, khách tham quan buổi sáng hôm nay đây. Wow. Wow, hấp dẫn quá đi. Đây là đoàn rất là đông nha, đến tham quan chùa Bái Đính. Mình chỉ veo nhẹ cho bà con xem cho vui nha. Đây, wow. Du xuân 2023, lúc kỳ. Đẹp chưa? Ai đang đi vào luôn, quá trời đông luôn. Wow. Nguyên hàng cờ đẹp luôn. Phía trước sân ở trước chùa Bái Đính nha bà con. Wow, khách rồi nè. Wow, quá tuyệt vời luôn. Bên trong bước vào cổng chính của chùa nha, chùa Bái Đính nha. Wow, quá tuyệt vời luôn, những hàng cây gỗ. Tượng Phật rất là lớn. Tràng An Guinness. Là những vị Phật tổ. Rất là nhiều nha bà con. Và đây là đi theo hai bên đường thì ở phía sau đó là Phật tổ, còn ở trên phía trước này là những vị La Hán, mấy chục vị La Hán.
Wow, đi người ta vuốt mà tới nỗi mà đen như vậy luôn, bằng tượng đồng mà tượng đá nha bà con, rất là lạnh. Họ vuốt giết mà mấy cái đùi của mấy vị La Hán là bạc thành màu đen luôn. Đồ màu xám mà thành màu đen luôn nha bà con. Đây các vị La Hán. Wow, vuốt con trâu ha, chú trâu ơi. Chú trâu ơi, chú trâu ơi. Đây, vuốt chú trâu đen đen luôn. Các vị La Hán. Ê, vuốt tay, vuốt chân, vuốt đùi, vuốt vuốt trái tà đào, vuốt 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 vuốt. Các vị vuốt hành bộ đồ có một cái đấm màu đen luôn. Mòn luôn, đá cũng mòn. Wow, quá nhiều La Hán luôn bà con ơi. Wow, đó sâu thăm thẳm luôn nha bà con. Đây, đường lên và đường xuống. Ồ, khách tham quan vuốt. Wow, không chỗ nào nhiều La Hán bằng ở chùa này đấy, chùa Bái Đính nha. La Hán rất là nhiều luôn, chùa lớn nhất Việt Nam. Và báo cho bà con nha, đây là vị La Hán thứ 391 và ở đây tổng thể là 500 vị La Hán. Đây, 385. À, rất là nhiều nha, 500 vị La Hán. À, có số hết 377, 375. Wow, 500 vị La Hán nha. Kết thúc. À, đây là lên tới hết bên trên. À, mấy trăm vị La Hán nha. Rồi, tiến vào bên trên. Hàng La Hán tiếp tục. Hàng số mấy rồi? 297. Càng ngày càng xuống nè, lúc nãy là 500 á. Wow, đi dài lên tới đỉnh nha. La Hán rất là nhiều luôn. Chưa chỗ nào nhiều bằng ở chùa Bái Đính này đâu. Thì La Hán cuối cùng, số nhiều 150, 149, 22, 06, 01. Và cuối cùng là 01. Đây, vị La Hán cuối cùng. À, quá đó nhiều rồi. Luôn đây, La Hán cuối cùng thì chúng ta đi vào bên trong. Nó sẽ đi ra một cái cổng chính của cái đường đi lên chùa Tháp Bãi Đính. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đây, đi ra phía bên ngoài. Nãy giờ đi rất là xa nha bà con. Ồ, đây là một cái tháp cao nhất của chùa Bãi Đính. Đây, đâu? Xe điện. Đây, đây là một cái nơi cao nhất của chùa Bãi Đính. À, chúng ta sẽ lên đỉnh cao nhất đó bằng thang máy nha bà con. À, đi vào mua vé, đi lên đỉnh cao nhất. Nãy giờ mình đi rất là nhiều rồi. Quá 500, đi vào bên trong. Wow, quá đã. Đây là một cái cổng chính của chùa Bãi Đính. Ở bên trong tượng Phật rất là lớn. Mình view ở bên ngoài. Đó, một đỉnh cao nhất của chùa Bãi Đính. Ngôi chùa này lớn nhất Việt Nam. Quá rộng bà con. Đây là trung tâm điện phía trên. Đi dài xuống. Và cặp bên trong này là 500 vị La Hán. Đi dài xuống cổng chính ở bên dưới, đi theo một cái ngôi nhà, cái luồng theo đó. 500 vị La Hán đi theo một cái luồng nhà đó, từ dưới đất đi lên, từ cổng dưới đi lên. Và trên này là cái dinh điện lớn nhất ở phía bên trên. Một ngôi chùa quá hoành tráng, quá tuyệt vời. Mô hình của chùa Bãi Đính có hai đường đi lên. Đấy. Đây, mô phỏng của chùa Bãi Đính này, ở bên dưới đi lên cặp theo hai hàng đó là những vị La Hán. Đi theo hai hàng màu vàng nha, lên đến đỉnh cao nhất, tháp cao nhất. Chính là bên chùa, đây là cái cổng ở dưới xe buýt sẽ đưa tới cổng chính này. Chúng ta là lấy từ chân đi, đừng đó, đi theo hai hàng đi lên ngôi điện chính và cuối cùng là ngôi tháp đỉnh tháp cao nhất của chùa Bãi Đính. Không gian quá rộng, rất là tuyệt vời.
là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Wow, toàn cảnh bên trong của ngôi chùa. Wow, quá nhiều vị Phật luôn. Wow, nhìn rất là lớn nha bà con. Quá đẹp luôn. Wow, quá nhiều tượng Phật. Những cây cột gỗ này là cột gỗ thật nha bà con. Ôi. Wow, bên trong quá đẹp luôn, vị Phật tổ. Đúng là một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Những vị Phật làm bằng tượng rất là lớn. Wow, quá tuyệt vời luôn rồi con ơi. Chùa Bái Đính, một ngôi chùa rất nhiều vị La Hán và rất nhiều tượng Phật ở bên trong. Wow, quá đẹp, đẳng cấp của Việt Nam. Quá tuyệt vời luôn, chia sẻ cho cô chú anh chị em mà xem ở bên trong nha. Tất cả bằng gỗ hết, gỗ mà cây gỗ lớn nhất, cây gỗ quá lớn luôn, 2-3 người ôm luôn. Wow, tuyệt đẹp. Wow, hướng ra phía ngoài toàn bộ cửa gỗ hết nha bà con. Quá tuyệt đẹp luôn. Một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, không nơi nào bằng nơi này.